Cát đồ họa rơi RTX 4070 liệu có ngon không? Chắc chắn là nó sẽ ngon nếu như ở trên PC. Còn ở trên phiên bản laptop thì sao? Liệu nó có như những lời đồn thổi của anh em là chiến mọi tựa game, làm mọi tác vụ đồ họa nặng 3D, 4D, 5D hay không? Con cát đồ họa rời RTX 4070 hiện tại thì vẫn chưa quá thịnh hành ở trên laptop bởi vì mức giá nó đang khá là cao. Và anh em hãy cùng khám phá xem ở trong video này hiệu năng của nó sẽ như thế nào nhé. Bắt đầu thôi. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Mình là Mạnh Linh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua một chút với GPU Core là 4608 thay vì 3072 như ở trên RTX 4060. Số nhân Ray Tracing cũng lớn hơn là 36 thay vì 24 hay 20 ở trên RTX 4050, 4060. Và hoạt động trên tiến trình mới là 128 bit. Nếu mà chúng ta đặt trên bàn cân giữa RTX 4080, 4090 với RTX 4070 ấy, thì cái hiệu năng của 4070 nó vẫn kém hơn khá nhiều so với 4080 và 4090. Nhưng cái mức tiêu thụ điện năng của nó ít hơn và nó sẽ mát mẻ hơn hai con cạc cao cấp trên. Liệu anh em nghĩ rằng những chiếc laptop mỏng nhẹ ở thời điểm năm 2024 này nó có chịu được sức nắng của RTX 4080, 4090 hay không? Vẫn còn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Đối với cái phiên bản desktop thì chúng ta không nói làm gì cả, bởi vì những cái case nó rất là lớn, hệ thống tản nhiệt nó lớn như vậy, nó có thể làm mát được chiếc cạc đồ họa của các bạn nhanh chóng. Nhưng đối với laptop thì không làm được như thế. Bởi vì như các bạn biết đấy, laptop là cái phiên bản thu nhỏ của desktop. Và nhà sản xuất sẽ cố gắng nhồi nhét những cái công nghệ mới nhất, những con chip, con cạc đồ họa nó mạnh nhất vào những cái phiên bản laptop nhỏ gọn để người dùng có thể di chuyển làm việc. Vậy nên cái tản nhiệt của nó chắc chắn lúc này cũng sẽ bị thu hẹp lại. Và ở trên phiên bản mobile của RTX 4090 ấy, nó có số nhân CUDA gấp đôi RTX 4070. Vậy nên hiệu năng nó mạnh gấp đôi cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Quan trọng nhất đó chính là mức giá. Liệu anh em có sẵn sàng, có tiền để bỏ ra gần 100 triệu, thậm chí hơn 100 triệu để anh em sở hữu RTX 4090 hay không? Đó chính là một câu hỏi cực kỳ khó đối với anh em học sinh sinh viên, đặc biệt là những anh em nghèo như mình. RTX 4090 chúng ta không thể nghĩ đến được bởi vì cả trăm triệu cơ mà. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua nó, nghĩ đến ngay con cạc đồ họa rời RTX 4070. Hiện tại nó đang được tích hợp ở trên những chiếc laptop đời mới nhất 2023-2024. Với mức giá nó cũng đang rơi khoảng trên 30 triệu, anh em hoàn toàn có thể tham khảo. Nhưng nếu như anh em vẫn đang còn ít tiền hơn nữa thì cứ đợi một thời gian nữa, RTX 4070 ở trên laptop nó xuống giá thì anh em hãy múc nhé. Nhưng mà anh em phải cực kỳ để ý một điều rằng là những chiếc laptop được trang bị cạc đồ họa rời RTX 4070 trong cái tầm giá trên dưới 30 triệu ở thời điểm hiện tại, nó sẽ bị cắt giảm đi một vài yếu tố như là cấu hình này, màn hình hay là thiết kế. Ví dụ như là HP Omen 16 phiên bản 2023, chúng ta sẽ có con chip là AMD Ryzen 9 7940HS thay vì là Intel Core i9, RAM là 16GB DDR5. Và bên cạnh đó chúng ta có cạc đồ họa rời RTX 4070. Nhưng mà những yếu tố khác sẽ bị lược đi, như là tần số quét màn hình nó chỉ là 165Hz này. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có vỏ nhựa nguyên khối truyền thống luôn. Ngoài ra thì chúng ta trong cái phân khúc giá này cũng có một em nữa, đó chính là MSI Katana 15. Cái phiên bản này nó sẽ chạy có chip Intel Core i7 13620H chứ không phải là Intel Core i9. RAM vẫn là 16GB, SSD chỉ có 512GB thôi thay vì 1T hay là 2T. Cạc đồ họa rời RTX 4070 và màn hình ấy thì cũng chỉ là Full HD 144Hz. Bên cạnh đó chúng ta sẽ chỉ có thiết kế vỏ nhựa này. Và nó sẽ không thể bằng được những chiếc laptop cao cấp thực sự điển hình như là Alienware M16 R1 phiên bản 2023. Chúng ta vẫn chỉ có con chip là Intel Core i7 13700HX. Bên cạnh đó thì 16GB RAM vẫn sẽ được giữ, nhưng chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn như là ổ cứng SSD 1T và tần số quét màn hình 165Hz, độ phân giải 2K. Bên cạnh đó thì cái chất lượng của nó đã được hoàn thiện tốt hơn rất là nhiều. Nhìn một cái khác hẳn luôn, bởi vì ở trên đây là vỏ nhôm nguyên khối. Và cái thứ mà tạo nên thương hiệu của Alienware nó là thiết kế đẹp này, độ bền cao này. Bên cạnh đó thì cái cấu hình, cái hiệu năng của nó cũng cực kỳ đỉnh. Vậy nên cái mức giá nó cao hơn là điều chắc chắn rồi. Ok, đấy là những đánh giá của mình về con cạc đồ họa rời RTX 4070 ở trên laptop. Anh em thấy mức giá của nó hiện tại có cao không? Nếu như anh em vẫn chưa đủ tiền ấy, thì hoàn toàn có thể tham khảo những cái mẫu cạc đồ họa thấp hơn như là 3050 Ti, 4050, 4060 ở tại laptop Thịnh Vượng thì có rất nhiều mẫu máy để anh em tham khảo. Đường link thì mình sẽ đính kèm phía dưới phần mô tả và ghi comment nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.